Viên sủi Zestor là sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lý cho nam giới, sản phẩm do công ty OG Việt Nam sản xuất. Với thành phần được bào chế từ những dược liệu tự nhiên, Zestor giúp nam giới cải thiện sức khỏe tình dục. Cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng khoái cảm, bồi bổ thận, Zestor là sản phẩm sủi uống tăng cường sinh lý cho nam giới. ZEXTOA là thực phẩm chức năng, không phải thuốc viên sủi Z-Store là gì? Một hãng sản xuất viên sủi Z-Store là sản phẩm hóa dược do công ty OG Việt Nam sản xuất và phân phối. Sản phẩm được nghiên cứu và bào chế theo phương pháp hiện đại của Nhật Bản. Hai thành phần. Viên sủi Z-Store có thành phần chính là dược liệu tăng phiêu tiêu tức tổ bọ ngựa, dược liệu được bào chế theo công nghệ của Nhật Bản. Đạt tiêu chuẩn GMP, giúp mang lại những tác dụng tốt cho sức khỏe, sinh lý của nam giới. Ngoài ra, viên sủi Z-Store còn được bào chế từ những loại dược liệu tự nhiên khác như hoài sơn. Thỏ ti tử, khiếm thực nam, chiết xuất L-Tryptophan, một loại axit amin, hiện nay sản phẩm viên sủi Z-Store hàng chính hãng đang có chương trình khuyến mãi lên tới 50%. Với chương trình mua 2 tặng 1 free ship toàn quốc, quý khách hàng có thể đặt hàng sản phẩm bằng cách click vào đường link đặt hàng dưới phần mô tả video này. 3. Tác dụng Tác dụng chính của viên sủi Z-Store là giúp hỗ trợ nam giới tăng cường sinh lý, ngày nay. Với những áp lực trong cuộc sống, stress kéo dài, sức khỏe và sinh lực của nam giới có thể gặp phải những trục trặc như xuất tinh sớm, mệt mỏi, suy giảm ham muốn, suy giảm khoái cảm, do đó, sản phẩm Z-Store ra đời như một công cụ hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ trốn phòng the. Viên uống Z-Store có những công dụng sau đây, bồi bổ thận, kích thích sản xuất tinh trùng, giúp tinh trùng khỏe mạnh. Tăng cường ham muốn, tăng cường khoái cảm, tăng cường sức khỏe, giúp nam giới khỏe mạnh sảng khoái, ba, chống chỉ định, viên sủi z -store tăng cường sinh lý cho nam giới là sản phẩm phù hợp cho nam giới yếu sinh lý. Thường xuyên mệt mỏi do công việc hoặc người có nhu cầu tăng cường sinh lực, viên uống không dành cho những đối tượng sau. Nữ giới, người chưa đủ 18 tuổi, 4, cách dùng và liều dùng, z -store được bào chế ở dạng viên sủi. Dùng ở đường uống, người dùng sử dụng Z-Store bằng cách cho viên sủi vào một cốc nước lọc 100-150ml nước. Sau khi viên sủi tan hoàn toàn trong nước, người dùng uống trực tiếp nước sủi vừa tan, người dùng uống Zestor vào một trong hai thời điểm sau. Uống trước bữa ăn 30 phút, uống sau bữa ăn từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ, về liều dùng. Số lượng, một viên trên lần uống, số lần, hai lần trên ngày, trên đây chỉ là liều dùng có tính tham khảo. Người dùng nên hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi áp dụng sử dụng, Năm thận trọng khi dùng. Khi dùng viên sủi Z-Store, người dùng cần thận trọng một số điều sau. Thận trọng khi dùng phối hợp viên uống Z-Store với một số loại thuốc tăng cường sinh lý hoặc những thực phẩm chức năng khác. Dùng phối hợp Z-Store với những sản phẩm khác có thể gây tương tác thuốc, rối loạn các chức năng trong cơ thể. Người dùng cần hỏi bác sĩ chuyên khoa trước khi dùng phối hợp trong trường hợp đang điều trị bằng một số loại thuốc Tây. Người dùng cần hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi áp dụng dùng viên sủi Z-Store, hiện nay. Vẫn chưa có những ghi nhận về tác dụng phụ của viên sủi Z-Store, tuy nhiên, trong quá trình dùng sản phẩm. Nếu thấy có những triệu chứng lạ, người dùng nên khai báo với bác sĩ ngay, người dùng nên bảo quản sản phẩm viên sủi Z-Store ở nơi khô giáo. Bảo quản viên uống nguyên vẹn trong hộp khi chưa có nhu cầu sử dụng, trong trường hợp sản phẩm đã quá hạn sử dụng. Có dấu hiệu ẩm mốc, người dùng không nên tiếp tục sử dụng viên sủi Z-Store tăng cường sinh lý có tốt không? Viên sủi Z-Store tăng cường sinh lý nam giới giúp người dùng cải thiện những vấn đề về sinh lý. Thành phần của Z-Store đều được điều chế từ dược liệu tự nhiên, nên sẽ lành tính, tác dụng sâu vào bộ máy sinh học của cơ thể. Mang lại tác dụng hỗ trợ sinh lý cho nam giới, tuy nhiên, hiệu quả của sản phẩm Z-Store còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người dùng. Để sản phẩm phát huy được hết tác dụng, người dùng cần kết hợp việc uống Z-Store với việc duy trì một chế độ dinh dưỡng. Chế độ sinh hoạt hợp lý, người dùng nên ăn uống đầy đủ chất tập thể dục đều đặn. Ngủ đủ giấc tránh căng thẳng, tránh dùng bia rượu, thuốc lá, viên uống Z-Store được bào chế theo công nghệ của Nhật Bản và được kiểm định về chất lượng và độ an toàn. Viên sủi Z-Store tăng cường sinh lý giá bao nhiêu, viên sủi Z-Store được đóng gói trong ống nhựa. Đựng trong hộp giấy, bao bì sản phẩm được trang trí đẹp mắt, mỗi hộp Z-Store bao gồm 20 viên sủi giá bán sản phẩm viên sủi z -Store tăng cường sinh lý là giá gốc 1 triệu 580.000 đồng một hộp giá khuyến mãi. 590.000 đồng một hộp để tránh tình trạng mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, người dùng nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ trang web bằng việc nhấn vào link đặt hàng ngay dưới đây. Lưu ý, mức giá này chỉ mang tính tham khảo, ở mỗi thời điểm khác nhau, giá bán có thể có sự thay đổi. Giao động nhất định, bài viết cung cấp một số thông tin cơ bản về sản phẩm viên sủi Z-Store tăng cường sinh lý nam giới. Sản phẩm được bào chế từ những loại dược liệu tự nhiên theo công nghệ của Nhật Bản. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, giúp người dùng đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc sử dụng những loại thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý.